Chào mọi người, hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người các cái thước thủy của hãng Tonsen nha. Cái hàng này là hàng công nghiệp nha mọi người, chứ không phải là hàng để tiền ha. Nói chung chất lượng nó cũng ok nhưng mà giá cả cũng vừa phải ha. Tôi cầm lên đây tôi giới thiệu cho mọi người ha. Thì trước tiên thì cái thước này nó là bằng nhôm nguyên khối nha. Nhôm nguyên khối, nó được gia công đúc nguyên khối nhôm. Đó, rồi nó mới gắn những ống thủy vô ha. Thì những cái thằng công nghiệp nó làm thì nó vẫn cái nó thể hiện cái độ sai số của nó trên đây luôn. Nên còn những cái thằng mà rẻ tiền á, nó không có hiển thị độ sai số trên đó. Ví dụ trên đây á, nó hiển thị cái thước này thì nó có cái độ mà cân bằng của nó đó, có độ sai số là 1 mm trên 1 m ha. Nó thể hiện cái độ sai số là 1 mm trên 1 m ha. Đó, thì khi mà chúng ta trong quá trình sử dụng, trong xây dựng á, thì những cái sai số này tôi nghĩ nó không có vấn đề gì. Xây dựng nó độ sai số nó cao lắm ha. Đó, hàng là hàng công nghiệp của hãng Tonsen ha. Đây, hàng công nghiệp ha. Hàng sản xuất là hàng công nghiệp. Đó, quay sát cho mọi người xem ha. Hàng rất là đẹp. Đó, đó là cái ống thủy ha. Cái thước này là chiều dài là 4 tấc nha. Đó, hàng 4 tấc. Còn ông này là hàng 5 tấc ha. 5 tấc. Đó, cũng sai số là 1 mét trên 1 mm luôn ha. Đây, 1 mét trên 1 mm, những dòng này là 1 mét hết ha. Cầm cũng rất là đã tay, nhưng mà thước này thì rớt chúng ta không sợ hư đâu, sợ không có mớp luôn, nó đúc nguyên khối mà chúng ta không có sợ mớp, nó rớt cũng chả sao đó. Những ống thủy này có thể thay được ha, mua ống thủy khác thay vô được đó. Thì mọi người có còn muốn thủy thì liên hệ với tôi ha. Đó, rất là đẹp. Thì cái bên cái thước này là 60 ha. 40, 50, 60 đó. Đây, 60 hàng rất là đẹp, đúc nguyên khối nên mua này chúng ta xài hoài à. Còn mấy ông kia chúng ta sợ mớp đó à. Đây, mặt này gia công rất là đẹp, hàng công nghiệp nên nó làm rất là đẹp, không phải như hàng chợ. Rồi, ba cái thước này, cái này có giá là 140 nha mọi người ha. 140, cái này là 160, này là 108 à. Rồi cái bên giới thiệu qua dòng này, dòng này cũng là hàng Tonsen, nó có từ à, ông này thì không có từ nha, này nó có từ, có hít nè. Thì cái thước thủy này không gian hồng công nghiệp, nó làm rất là chắc, cầm rất là nặng tay nha, cứ nằm ra rất là nặng tay. Thì cái độ sai số của hàng này nó nhỏ hơn ông này nữa, nhỏ hơn nữa. Thì mọi người tính độ sai số càng nhỏ thì nó sẽ giá nó càng mắc đó. Thằng này cái độ sai số của nó là chỉ có 0,5 m, 0,5 mm trên 1 m thôi à, đó, 0,5 mm trên 1 m thôi, nó là chưa tới 1 mm trên 1 m đó. Độ sai số rất là thấp đó. Hàng công nghiệp cầm rất là đã tay ha, có từ ha, 500 đó. Cái này là 4 tấc nha mọi người. 4 tấc này có giá là 200 ngàn ha. 200 ngàn. Ông mắc hơn ông này luôn. Rồi tới cho ông này. Ông này chiều dài ông là 8 tấc nha. 8 tấc cũng có 500 ha, vẫn có độ sai số là 0,5 mm trên 1 m. Đó. Hàng Tonsen này, hàng công nghiệp nó dán luôn cả độ sai số luôn. Mấy ông rẻ tiền hàng chợ thì ông không có thể hiện cái điều này đâu. Hai đầu cao su nè, đầu cao su rất là êm tai nha, mềm cũng không mềm mà cứng cũng không mà cứng, cao su dẻo lắm. Hai cái độ đàn hồi rất là tốt. Đó, độ đàn hồi rất là tốt. Độ đàn hồi rất là tốt. Hai cao su, tay cầm thiết kế hai tay cầm. Đó. Đây là hai tay cầm đó nè. Hai tay cầm. Làm rất là đẹp nha. Thì cái này có giá là 270 ngàn ha. 270 ngàn. Rồi, mọi người có nhu cầu mua cái thước thủy này hay liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình ha. Rồi, thôi cảm ơn mọi người. Rồi, xin chào.